Liyu Story Ring Channel. Truyện audio Liyu Dương Lê xin gửi đến quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Liyu xin mời quý vị thưởng thức tiếp tập 3 Hoàng hậu Margot. Tác giả Alexandre Dumas. Dịch giả Tố Châu. Tập 3. Chương 3. Nhà vua khi xuống. Ngày thứ 6 của những hội hè ca vũ và thi đấu. Sự hòa hợp pha trộn như vậy giữa hai giáo phái vẫn tiếp diễn. Đó là những trò mơn trớn âu yếm khi những người tân giáo nhiệt thành nhất cũng phải đối chọi. Người ta đã thấy cha cô tần ăn tối và chơi bời phóng đãng như nam tước de Courtomé. Người ta đã nhận thấy quận công được Guisby thuyền ngược sông Sen cùng với hoàng thân cô tần. Vua Sạc hình như quên đức giả ưu tư thường lệ của ông và không để ông em rể Henry rời xa mình một bước. Và cuối cùng là hoàng thái hậu vui vẻ và bận biểu với những đồ thêu, châu báu và những thứ loài đạp khác đến nỗi bà phát mất ngủ. Những người tân giáo bị cuốn theo lối ăn chơi xa xỉ này bắt đầu dựng lại những chiếc áo ngắn bằng lụa, trưng ra những câu cách ngôn và lượn quanh một số ban công, tự như thể họ là người gia tu giáo vậy. Từ mọi phía đều có sự hưởng ứng thuận lợi cho tôn giáo cải cách, khiến người ta tưởng như các triều đình sắp sửa cải theo tôn giáo. Chính đô đốc, mặc dù đã dạy kinh nghiệm, cũng bị gia tòng như những người khác. Và ông phỏng mũi đến nỗi một hôm ông quên bẵng đi trong 2 giờ liền việc ngậm tâm sửa răng của mình. Mối bận rộn thường giải quyết từ 2 giờ chiều, lúc ông vừa dùng bữa trưa xong, tới 8 giờ tối là lúc ông bắt đầu ngồi vào bàn. Vào các buổi tối mà đô đốc mắc phải sự lú lẫn trong các thói quen của mình, vua Sạc chính đã cho mời Henry de Navarre và quận công de Guise dùng bữa tối thành một nhóm nhỏ. Khi bữa ăn kết thúc, ông đi cùng họ sang phòng riêng. Ở đó, ông giải thích cho họ về cơ chế tài tình của một cái bẫy gấu do chính ông vừa sáng chế ra. Rồi đột nhiên ông ngừng lại hỏi: Đô đốc không tới đây tối nay sao? Hôm nay có ai trông thấy ông và có thể cho ta biết tình hình sức khỏe của ông được không? Vua xứ Nava đáp: Tôi ạ, vì nếu như bệ hạ có lo lắng cho sức khỏe của ông thì tôi xin người hãy bình tâm, vì tôi mới gặp ông ta vào lúc 6 giờ sáng nay và 7 giờ tối nay. À ha, nhà vua nói, và đôi mắt ông vốn thường lơ đễnh ngay soi mói nhìn vào ông em rể. Thưa bệ hạ, tôi không nhớ được tên của họ, trừ một người do Teligny giới thiệu cho tôi như là một quý tộc hoàn hảo tên là De Mon, còn lại thì tôi không rõ. De Mon? Phải chăng đó là Laurent De Mon, một người xứ Provence? Nhà vua vốn rất thông thạo khoa gia phả hỏi. Đúng thế, tôi bệ hạ, người thấy đấy, tôi tuyển mộ tận trong vùng Provence. Quận công de Guise nói với một nụ cười chế nhạo. Nhà vua ngắt lời: Gia tô hay tân giáo không can hệ, miễn là họ quả cảm là được. Còn tôi còn đi xa hơn cả đức vua xứ Nava. Tôi lục tìm tận xứ Piemonte tất cả những người gia tô đáng tin cẩn nhất mà tôi có thể tìm được. Nhà vua ngắt lời: Gia tô hay tân giáo không can hệ, miễn là họ quả cảm là được. Khi nói những lời nhằm đem hòa lẫn gia tô và tân giáo với nhau, nhà vua đã tạo cho mình một vẻ mặt thản nhiên đến nỗi chính quận công de Guise cũng phải lấy làm ngạc nhiên. Hoàng thượng quan tâm tới những người Flamen của chúng ta đó ư? Đô đốc vừa nghe những lời cuối cùng của nhà vua bèn cất tiếng hỏi: Chả là từ mấy hôm nay ông mới được nhà vua ban cho đặc quyền được vào tư thất của nhà vua mà không phải báo danh? À, đô đốc, cha tôi đã tới. Sạc chính kêu lên và dang rộng vòng tay. Người ta đang nói tới chiến tranh, tới các nhà quý tộc, tới những người dũng cảm, và thế là ông ta tới. Thật đúng là nam châm ở đâu thì sắc quay gì đó. Ông em rể de Nava và ông em họ de Guise của tôi đang chờ thêm tăng diện cho quân đội của cha. Chúng ta đang nói chuyện ấy đấy. Đô đốc nói: Và các lực lượng tăng diện ấy đang tới đây. Vua xứ Nava hỏi: Thưa ngài, ngài có tin tức gì không? Có con ạ. Và đặc biệt là về ông de Mon. Hôm qua ông ta ở Orleans, ngày mai hoặc ngày kia sẽ tới Paris. Quái thật, ngài đô đốc có phép chiêu hồn hay sao mà biết được cả những việc xảy ra cách đây 30-40 dặm. Còn tôi chỉ dám ước để được biết điều gì sẽ xảy ra hoặc đã xảy ra trước thành Orleans mà thôi.
Coligny vẫn dửng dưng trước mũi tên ứa máu của vận công de Guise. Hắn là nó nhằm ám chỉ cái chết của François de Guise, cha ông bị giết trước thành Orléans bởi tay Ponto de Mere, với mối nghi ngờ là đô đốc đã xúi dục việc phạm tội đó. Đô đốc lạnh lùng và đường hoàng đáp lại: "Thưa ông, tôi chỉ biết phép gọi hồn những khi nào tôi muốn biết rõ về những việc liên quan đến công việc của tôi hoặc của đức vua mà thôi. Cách đây một tiếng, người đưa tin của tôi từ Orléans tới. Nhờ xe trạm, anh ta đã đi được 32 dặm trong một ngày. Ông de Mon đi ngựa của mình, nên chỉ đi được 10 dặm một ngày thôi, và chỉ tới đây được vào ngày 24. Đấy, tất cả phép thuật chỉ có thế." "Quan hô cha, cha trả lời khá đấy." Sạc chính nói: "Cha hãy chỉ cho các chàng trai này biết rằng cả trí khôn lẫn tuổi tác đã khiến râu tóc cha bạc dần. Vì thế, chúng ta sẽ thả cho họ đi nói chuyện về các cuộc thi đấu và các mối tình của họ. Còn ta sẽ lại đây nói chuyện về các cuộc chiến tranh của ta. Những kỵ sĩ cừ sẽ trở thành những nhà vua tốt. Thôi các ông, ta cần nói chuyện với đô đốc." Hai người trẻ tuổi bước ra, vua xứ Nava ra trước, theo sau là quận công de Guise. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì mỗi người quay đi một ngã sau khi lạnh nhạt cúi chào nhau. Coligny nhìn theo họ với một mối lo ngại mơ hồ, vì mỗi khi ông thấy hai mối hận thù này đứng gần nhau, ông đều sợ lại bùng ra một vài tia chớp. Sạc hiểu thấu những gì đang diễn ra trong đầu Coligny, tới gần ông và tì tay vào vai ông: "Xin hãy yên lòng, thưa cha. Tôi còn đây để giữ cho mọi kẻ đều vào khuôn phép. Tôi thực sự đã là vua kể từ khi mẹ tôi không còn là nữ hoàng nữa, và bà ta đã thôi không là nữ hoàng kể từ khi Coligny trở thành cha tôi." "Ồ, tôi bệ hạ, Thái hậu Catherine là người cứ rối tinh rối mù lên. Có bà ta thì chẳng thể yên ổn được. Những người gia tôi ý này đều cuồng nhiệt và chẳng chịu nghe gì ngoài chuyện hủy diệt. Còn tôi thì ngược lại. Tôi không chỉ muốn hòa giải mà thôi, tôi còn muốn gây thế lực cho những người tân giáo. Những kẻ kia vô hạnh quá cha ạ. Họ làm tôi tức giận về những trò yêu đương loạn xạ của họ. Này, cha có muốn con nói thẳng ra không?" Sạc tiếp tục thổ lộ tràn trề: "Con nghi ngờ tất cả mọi thứ quanh con, trừ những người bạn mới. Tham vọng của ta Van đáng ngờ lắm. Vivian chỉ yêu có rượu da ngon. Y có thể phản bội lại vua mình chỉ vì một tuần rượu Malvoisie. Montmorency chỉ lo săn và bắn, suốt ngày chỉ quanh quẩn với chó và chim ưng. Bá tước de Retz là người Tây Ban Nha, bọn Guise là người Lorraine. Chúa tha tội cho con tin là ở Pháp chỉ còn lại mấy người Pháp thực sự. Đó là con, ông em rể xứ Nava của con và cha mà thôi. Nhưng con bị trói chặt vào ngai vàng và không thể chỉ huy quân đội được. Quá lắm thì người ta chỉ để con săn bắn thoải mái ở Saint-Germain và Rambouillet thôi. Ông em rể de Nava của con thì trẻ quá và còn thiếu kinh nghiệm. Và lại, con thấy hình như y giống hệt ông Anton bố y mà đàn bà lúc nào cũng làm hỏng việc. Chỉ còn có cha thôi, thưa cha. Người vừa dũng cảm như Julius Caesar là vừa khôn ngoan như Plato. Vì thế nên thực sự con còn chưa biết phải làm thế nào. Giữ cha ở đây làm cố vấn hay để cha đi làm tướng? Nếu cha làm cố vấn thì ai sẽ chỉ huy quân đội? Nếu cha chỉ huy quân đội thì lấy ai làm cố vấn?" "Tôi bệ hạ, cần phải chiến thắng trước đã. Lời khuyên bảo sẽ tới sau ngày chiến thắng." "Ý cha là thế phải không? Thế thì cũng được. Mọi việc sẽ được làm theo ý kiến của cha. Thứ hai, cha sẽ đi Flanders, còn con sẽ đi Amboise." "Bệ hạ định rời Paris sao?" "Đúng thế. Con rất mệt với những trò hội hè ồn ào này lắm rồi. Con không phải là con người của hành động. Con là con người của mơ mộng. Con sinh ra không phải làm vua, mà để làm nhà thơ. Cha sẽ cho lập một kiểu hội đồng để quản trị trong lúc cha ở chiến trường nhé. Và miễn là Thái hậu đừng có trong hội đồng ấy thì mọi việc sẽ yên ổn cả. Con đã báo cho Rosa đến gặp con rồi. Và ở đó, xa đi những tiếng ồn ào, xa thiên hạ, xa những kẻ xấu bụng, dưới bóng cây rừng hay bên suối, trong tiếng rì rầm của những mạch nước nhỏ, cả hai đứa chúng con sẽ nói những điều về Chúa, là cái duy nhất trên đời bù đắp được cho những điều về con người. Này, cha hãy nghe những dần thơ con viết để mời ông ta tới chỗ con nhé. Con mới làm sáng nay." Coligny mỉm cười. Sạc chính đưa tay lên dần trán vàng giọt nhẵn như ngà của mình và đọc theo kiểu hát nhịp những dần thơ sau đây: "Ơi Rosa, tôi yêu người vì những dần thơ rực cháy. Nhớ người nhiều mà chẳng thấy người đến gặp ta. Ở xa người ta nào sao nhãn việc thi ca, vẫn chăm chút, vẫn học đòi dần điệu. Gửi án thơ này ta ngỏ lời đòi triệu. Đến lúc rồi, thôi.
thôi đừng vui thú điền viên, tới Amboise cùng ta quên hết ưu phiền, nhang hơi ấm cho lửa lòng bừng cháy, nếu lỡ hẹn người làm ta giận đấy. Quan hồ bệ hạ, tôi thông thạo về chinh chiến hơn là thi ca, nhưng tôi nghĩ rằng những dần thơ đó cũng hay ngang với những dần thơ đẹp nhất của Ronsard, Dorat và thậm chí cả của Michel de l'Hospital, quan trưởng ấn nước Pháp nữa. À, thưa cha, ước gì điều người nói là đúng, vì cha thấy không, danh hiệu thi sĩ là cái mà con ước ao hơn tất thảy, và như con đã nói với ông thầy dạy thơ của con mấy hôm trước rằng, thuật làm thơ dù thiên hạ bất bình, vẫn cao quý hơn làm vua cai trị đấy, vì thi sĩ với quân vương hai người đều vậy, mang trên đầu những dòng miệng vinh quang. Là vua ta nhận, là thi sĩ người dân, tim người thấm bừng lửa thần rực cháy, còn vĩ đại quân vương ta chỉ dạy, bên các thần ta tìm kiếm thiệt hơn. Thi sĩ người sẽ nhận làm con của thần thánh, còn ta là hình ảnh, và khi tiếng đàn người êm đềm thanh mảnh cất lên thu phục hết trái tim người, để lại cho ta hình bóng xác thân thôi. Thi sĩ hỡi, quả người là dân chủ. Tôi bệ hạ, tôi biết người thường xuyên đàm đạo với các nàng thơ, nhưng tôi không biết rằng người còn coi họ là viên cố vấn chính của người. Thưa cha, họ còn phải kém cha xa. Chính vì không muốn bị phiền nhiễu trong mối tương giao với các nàng thơ mà con muốn đưa cha lên hàng đầu. Cha nghe đây nhé. Bây giờ con phải trả lời một bài nhã thi do ông thầy vĩ đại thân yêu của con gửi tới. Vậy con không thể trao cho cha ngay bây giờ tất cả những giấy tờ cần thiết để giúp cha hiểu được vấn đề lớn chia rẽ Philip đệ nhị và con. Ngoài ra, con có cả một kế hoạch chiến dịch do các thượng thư của con thảo ra. Con sẽ tìm tất cả những thứ đó và trao cho cha vào sáng ngày mai. Vào mấy giờ, thưa bệ hạ? 10 giờ. Và nếu vô tình con lại bận biểu với thơ phú, con ngồi trong phòng làm việc, thì cha cũng cứ vào. Cha sẽ cầm tất cả những giấy tờ mà cha thấy có trên cái bàn này, để trong chiếc cặp đỏ. Màu này chói, dễ nhận thấy, cha sẽ không nhầm đâu. Còn con đi viết cho Ronsard đây. Vậy xin tạm biệt, thưa bệ hạ. Tạm biệt cha. Bệ hạ cho phép tôi được hôn tay. Cha nói gì cơ? Hôn tay ấy à? Chỗ của cha là ở trong cánh tay con, trên trái tim con. Lại đây, ông Chí Minh già, lại đây. Và sạc chính kéo lại phía mình, cô Ly Nhi đang cúi chào, đặt môi lên mái tóc bạc của ông già. Đô đốc vừa bước ra, vừa chùi một giọt lệ. Sạc chính nhìn theo cho tới khi không còn nhìn thấy bóng ông ta nữa, đồng thời vẫn tay ngang ống, chờ tới lúc bước chân ông ta im hẳn. Rồi khi không còn nghe và nhìn thấy gì nữa, sạc gục đầu xuống, theo thói quen, và chậm rãi đi từ căn phòng đang đứng sang phòng vũ khí. Phòng này là nơi ưa thích nhất của nhà vua. Tại đây ông học đấu kiếm với Pompey và thơ phú với Ronsard. Ông cho thu nhặt về đây một bộ sưu tập lớn những vũ khí tự vệ và tấn công đẹp nhất mà ông có thể tìm được. Vì thế nên tất cả các mặt tường đều trao đầy những rìu mộc, thương, kích, súng lục, súng trường. Cùng ngày hôm đó, một nhà chế tạo vũ khí rất nổi danh đã mang tới cho ông một khẩu quả mai tuyệt đẹp. Trên nòng súng có bốn câu thơ được nạm bằng bạc do chính nhà thi sĩ quân vương sáng tác. Để giữ lòng tinh chúa, em đẹp và thủy chung, chống kẻ thù đức vua, em đẹp và tàn ác. Sạc bước vào phòng này, và sau khi đóng cửa chính là cửa ông vừa đi vào, ông tới dán một tấm rèm treo che khuất lối đi thông sang một căn buồng khác. Ở đó, một người đàn bà đang quỳ trên một chiếc ghế cầu nguyện. Vì động tác của nhà vua rất chậm rãi và bước chân của ông êm nhẹ trên thảm trải sàn, nên người đàn bà không nghe thấy gì hết, vẫn tiếp tục cầu nguyện. Sạc đứng yên lặng một lúc nhìn bà ta chán ưu tư. Đó là một người đàn bà khoảng 34-35 tuổi. Da đẹp cứng cáp của bà được tôn thêm bởi y phục bà đang mặc, giống như y phục của phụ nữ nông dân dùng cô. Bà ta đội một chiếc mũ trùm cao vốn rất hợp thời trang tại triều đình. Trong thời Idabo de Bavi trị vì, áo chẽn của bà màu đỏ, thêu toàn chỉ vàng như thứ áo chẽn ngày nay của bà xứ Netuno và Sora. Căn phòng bà ở từ 20 năm nay thông liền sang phòng ngủ của nhà vua và phô bày một vẻ pha trộn giữa sự tao nhã và quê mùa, theo tỷ lệ gần như bằng nhau. Lâu đài cung điện và nhà tranh vách đất đã pha tạp vào nhau, khiến căn phòng mang một vẻ lơ lửng giữa tính giản đơn của một người đàn bà nhà quê và thoái xa hoa của một bậc mệnh phụ. Quả vậy, chiếc ghế cầu nguyện mà bà ta quỳ lên được làm bằng gỗ sồi chạm trổ tuyệt đẹp, bọc vải nhung có tua vàng, trong khi đó
thì quyển Kinh Thánh Tân Giáo mà bà đọc những lời cầu nguyện lại rách nát như loại sách mà người ta thường thấy trong những nhà nghèo khổ nhất. Tất cả đồ đạc trong phòng đều pha trộn nhau như chiếc ghế cầu nguyện và quyển Kinh Thánh. Nhà vua gọi, này, Madeleine. Người đàn bà đang quỳ ngẩng đầu và mỉm cười khi nghe thấy giọng nói thân quen, rồi bà đứng dậy. Bà nói, à, con đấy ư. Dừng, nhũ mẫu, lại đây. Soạt thả rơi cánh rèm cửa và tới ngồi lên tay ghế bành. Nhũ mẫu bước tới. Con muốn gì ta, Soạt? Bà hỏi. Nhũ mẫu lại đây và trả lời khẽ thôi. Nhũ mẫu tới gần với vẻ thân mật có thể xuất phát từ tình mẫu tử của một người đàn bà với đứa con mà bà đã cho bú mớm, mặc cho những bà già đương thời gắn cho thái độ thân mật đó một nguồn gốc kém trong sáng hơn nhiều. Con nói đi. Bà nói, người mà ta cho gọi đã tới chưa? Y đã đến được nửa giờ rồi. Sang đứng dậy, đến gần cửa sổ nhìn xem có ai rình mò không, đến gần cửa ra vào dẫn tay ngang ngóng để yên tâm là không có ai nghe trộm. Rồi ông tới phủ bụi trên các vũ khí chiến tích của mình, vuốt ve một con chó săn lớn dẫn theo sát ông từng bước như bóng với hình và nói tiếp với nhũ mẫu. Được rồi, nhũ mẫu cho y vào đi. Người đàn bà nhân hậu bước ra, còn nhà vua tới tựa vào một cái bàn trên đó bày đủ các loại vũ khí. Ngay lúc đó, tấm rèm cửa lại được dán lên nhường đường cho kẻ mà ông chờ đợi. Đó là một người đàn ông tuổi trạc 40, mắt màu xám đầy vẻ giả dối, mũi khoằm như mỏ chim cú, gò má nhô cao, khuôn mặt y cố ra vẻ tôn kính, nhưng chỉ hiện lên được một nụ cười đạo đức giả trên đôi môi tái nhợt vì sợ hãi. Sạc nhẹ nhàng dương tay ra đằng sau, nắm lấy bắn một khẩu súng ngắn kiểu mới sáng chế. Bắn được nhờ một viên đá chạm vào một bánh răng thép, thay cho loại bắn bằng ngòi nổ. Ông đưa con mắt nhìn nhân vật mới vào, vừa nhìn ông vừa huýt sáo một trong những điệu nhạc săn ưa thích đúng giọng và khá êm tai. Vài giây trôi qua, trong lúc gương mặt của người khách lạ mỗi lúc một thêm thiểu não, thì nhà vua cất tiếng. Có đúng người là kẻ mà người ta gọi là François de Louis Moreau. Tôi bệ hạ, đúng vậy. Chỉ huy pháo thủ. Thưa dân, ta có ý muốn gặp người. Moreau nghiêng mình. Sạc vừa nói vừa nhấn mạnh từng từ một. Người biết rằng ta yêu mến tất cả thần dân của ta như nhau. Moreau lắp bắp. Tôi biết rằng bệ hạ là cha của dân. Và người biết rằng gia tô giáo và tân giáo đều là con dân của ta. Moreau nín lặng, nhưng sự run rẩy toàn thân của y càng thêm rõ rệt với cái nhìn sắc bén của nhà vua mặc dù y đứng trong bóng tối. Nhà vua tiếp tục. Điều đó có làm ngươi phật lòng không? Ngươi là kẻ đã ra sức diệt trừ người tân giáo đến thế cơ mà. Moreau quỳ sụp xuống. Y lắp bắp. Tôi bệ hạ, xin người hãy tin rằng. Ta tin rằng. Sát vẫn tiếp tục và chầm chầm nhìn Moreau với cái nhìn từ trống rỗng dần dần trở thành rực lửa. Ta tin rằng ở Moncontour, ngươi đã thèm khát được giết ông đô đốc vừa ở đây ra. Ta tin rằng ngươi đã bắn trượt và sau đó ngươi bèn gia nhập vào quân của quận công Anjou, em ta. Và sau hết, ta tin rằng ngươi lại gia nhập lần nữa vào quân đội của các hoàng thân tân giáo và ngươi đã tòng ngủ trong quân đoàn của ông de Mouy de Saint-Phan. Ôi, tao bệ hạ! Ông ta có phải là một người can đảm xứ Picardy không nhỉ? Moreau kêu lên. Ôi, tôi bệ hạ, xin người đừng dày dò tôi nữa. Ông ta là một sĩ quan xứng đáng. Sao tiếp tục nói, và càng nói thì vẻ độc ác gần như hung bạo càng hiện lên nét mặt. Ông ta đã tiếp nhận ngươi như một người con, cho ở, cho ăn, cho quần áo mặc. Moreau bật ra một tiếng thở dài tuyệt vọng. Ngươi vẫn gọi ông ta là cha, hình như thế. Nhà vua nói một cách tàn nhẫn, và một tình bạn thân thiết gắn bó ngươi với cậu de Mouy de Saint-Phan con, phải không? Moreau vẫn quỳ, mỗi lúc một rạp người xuống như bị đè bẹp với những lời nói của Sạc đang đứng như một pho tượng, mặt lạnh tanh, chỉ có đôi môi là còn cử động. Nhà vua nói tiếp, tiện thể, có phải là đáng lẽ ngươi đã lĩnh được 10.000 écu ở chỗ ông de Guise, nếu người giết chết đô đốc không nhỉ? Kẻ ám sát hoảng sợ, sững sờ, đập trán xuống sàn nhà. Còn về phần ngài de Mouy de Saint-Phan, người cha tốt bụng của ngươi, một hôm ngươi theo ông ta đi trinh sát về phía Sèvres,
Ông ta đã đánh rơi roi ngựa và xuống ngựa để nhặt roi. Lúc đó có một mình người do ông ta. Người bèn rút súng trong bao y ngựa ra, và nhân lúc ông ta cúi xuống, người đập bắn dở hông ông ta, giết ông ta chết ngay tại chỗ. Khi thấy ông ta đã chết, người bèn tẩu thoát với con ngựa mà ông ta đã tặng cho người. Chuyện là như thế có đúng không nhỉ? Moravan im thinh thích trước lời buộc tội mà mỗi chi tiết đều hết sức xác thực. Còn Sark lại thổi sáo điều nhạc săn cũng với sự chính xác và êm ái ấy. Lát sau nhà vua nói, ê này, thầy cả chuyên nghề sát nhân, mi có biết là ta rất thèm được cho treo cổ mi lên không? Moravan kêu lên, ôi, bệ hạ. Gã de Moon de Saint-Phan con hôm qua vẫn còn cầu xin ta điều đó. Thật ra ta còn chưa biết trả lời y như thế nào, vì lời yêu cầu của y có lý lắm. Moravan chắp tay lại. Y là càng có lý hơn, bởi vì như mi vừa nói đấy, ta là cha của dân, và như ta đã trả lời mi, giờ đây ta làm lành với những người tân giáo rồi, thì họ cũng là con dân của ta như những người gia tô vậy. Moravan đã hoàn toàn thất đảm nói, tôi bệ hạ, sinh mạng của tôi nằm trong tay bệ hạ, xin người tùy ý định đoạt. Mi nói đúng đấy, ta chẳng đổi nó lấy một trinh đâu. Tên sát nhân hỏi, nhưng tao bệ hạ, vậy chẳng còn phương cách nào để chuộc lại tội lỗi của tôi ư? Ta không hề biết, mặc dù vậy, nếu ta ở vào địa vị của mi thì tạ ơn Chúa, điều đó không phải như vậy. Vậy thưa bệ hạ, nếu người ở vào địa vị tôi thì sao ạ? Moravan thì thầm hỏi, mắt vẫn đăm đăm nhìn Sark tựa như đã yên trí rằng nhà vua không giễu cợt y. Nhà vua tiếp tục, hiển nhiên là ta rất yêu quý ông de Moon de Saint-Phanco, nhưng ta cũng rất yêu quý ông em họ de Guise của ta. Và nếu ông ta xin cứu mạng cho một người mà kẻ kia đòi phải giết, thì ta xin thú nhận là ta sẽ lúng túng lắm. Tuy nhiên, về mặt chính trị cũng như về tôn giáo, đúng ra có lẽ ta sẽ làm cái điều mà ông em de Guise sẽ đòi hỏi, vì rằng de Moon de Saint-Phan dù là một viên chỉ huy quả cảm đấy, nhưng y thật quá nhỏ bé nếu so với một hoàng thân xứ Lorraine. Trong khi nhà vua nói những lời đó, Moravan từ từ đứng dậy như một người chết đang dần dần trở về với cuộc sống. Vậy là trong cái hoàn cảnh hiểm nghèo của mi, điều quan trọng đối với mi sẽ là giành được mối thiện cảm của ông em de Guise của ta. Nhưng đây, ta cũng nhớ lại một chuyện mà ông ta kể cho ta nghe hôm qua. Moravan xích lại gần thêm một bước. Tôi bệ hạ, ông ta nói với ta, người có tưởng tượng được không? Mỗi buổi sáng vào lúc 10 giờ, kẻ thù không đội trời chung với tôi lại đi từ cung Louvre về qua phố Saint-Germain, Auxerrois. Tôi nhìn thấy y từ cửa sổ của một tầng trệt. Đó là cửa sổ nhà ông gia sư cũ của tôi là cha Pipel. Vậy là mỗi ngày tôi đều nhìn thấy kẻ thù của tôi, và mỗi ngày tôi đều cầu cho quỷ sứ nghiền nát y ra trong lòng đất. Vậy thầy thử nói xem thầy cả Moravan. Sark tiếp tục, nếu mi là quỷ sứ, hoặc nếu mi chỉ ở địa vị quỷ sứ một lát thôi, thì liệu điều đó có làm vui lòng ông em họ de Guise của ta không nhỉ? Moravan đã tìm lại được nụ cười đau phủ trên đôi môi còn tái nhợt vì kinh hoàng, y buộc miệng. Nhưng tôi bệ hạ, tôi không có khả năng mở được lòng đất. Ấy vậy mà ngươi đã mở được cửa đất cho ông de Mui de Saint-Phan càng đảm đấy. Ta nhớ là thế. Ngươi lại sắp sửa nói với ta rằng đó là gì với một khẩu súng lục. Này, ngươi không còn khẩu súng ấy nữa à? Tên sát nhân đã gần hoàng hồn trả lời, cúi xin bệ hạ tha tội, nhưng tôi bắn súng quả mai khá hơn là súng lục. Ồ, Sark nói, quả mai hay súng lục có quan hệ gì? Và ta tin chắc rằng ông em họ de Guise của ta sẽ chẳng cằn nhằn về việc chọn các phương tiện đâu. Moravan nói, nhưng tôi cần có một vũ khí mà tôi có thể tin vào độ chính xác của nó, vì có lẽ tôi sẽ phải bắn từ xa. Sark chính nói, trong phòng này có 10 khẩu quả mai, với chúng cách 150 bước ta bắn trúng một đòn accu. Ngươi có muốn thử không? Ôi, tôi bệ hạ, tôi rất vui mừng được thử. Moravan vừa kêu lên vừa tiến về phía khẩu quả mai được đặt trong một góc mà người ta mới đem tới cho Sark ngày hôm ấy. Không, không được, đừng có lấy khẩu ấy. Sark nói, ta để dành nó cho ta dùng. Sắp tới ta sẽ có cuộc săn lớn, ta sẽ sử dụng nó. Ngoài khẩu ấy ra, người muốn lấy khẩu nào cũng được. Moravan gỡ một khẩu quả mai khỏi chùm chiến phẩm.
kẻ chuyên ám sát người hỏi. Bây giờ thì tao bệ hạ, kẻ thù ấy là ai? Làm sao tao biết được điều đó? Sa chính trả lời và đè bẹp tên khốn kiếp bằng một cái nhìn khinh khi. Vậy tôi sẽ hỏi ngài De Guise. Moraven lắp bắp. Nhà vua nhún vai. Thôi, đừng hỏi nữa. Ông De Guise sẽ không trả lời đâu. Ai lại đi trả lời những chuyện như thế? Chỉ có kẻ nào không muốn bị treo cổ thì phải tự đoán lấy thôi. Nhưng nói cho cùng thì làm sao tôi nhận ra y được? Ta đã nói với ngươi là sáng nào y cũng đi qua cửa sổ nhà cha Piapin kia mà. Nhưng có nhiều người cũng đi qua trước cửa sổ ấy. Xin bệ hạ chỉ cho tôi một dấu hiệu nào đó thôi. Ồ, dễ quá. Ngày mai chẳng hạn, y sẽ cắp trong tay một chiếc cặp bằng da thuộc màu đỏ. Tôi bệ hạ, thế là đủ. Ngươi vẫn còn con ngựa chạy rất hay mà ông Damun de Saint-Phan tặng đấy chứ. Tôi bệ hạ, tôi có một con ngựa chiến chạy cực nhanh. Ồ, ta chẳng lo lắng gì cho ngươi đâu. Dù có điều ngươi biết được thì cũng tốt. Đó là tu viện có một cửa sau. Xin cảm ơn bệ hạ. Giờ xin bệ hạ cầu Chúa cho tôi. À, còn chuyện quái đản ấy nữa cơ à. Có mà cầu quỷ sứ thì đúng hơn. Vì chỉ nhờ có nó phù hộ mà ngươi mới thoát khỏi dây treo cổ. Xin tạm biệt bệ hạ. Tạm biệt. À mà này Moraven, phải nhớ rằng nếu người ta nói về ngươi trước 10 giờ sáng mai hoặc là không nói gì về ngươi sau 10 giờ sáng thì ở Louvre có một hầm giam đấy. Và vua Sạc Chính lại thản nhiên quyết sáo đúng giọng hơn bao giờ hết điệu nhạc săn ưa thích. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta dừng lại tập 3 tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào kỳ sau, thứ 6 tập 4. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Và đêm nay một bình minh tươi sáng. Bye bye.